Xin kính chào toàn thể các bạn. Hôm nay Bích Phượng có một tin cấp báo cho đến toàn thể các anh em và nhất là nhân dân của chúng ta. Và có thể là đến ngày 16 tới đây, chúng sẽ dùng bom xăng và quần áo của công an chúng mặc để giả danh là công an và trực tiếp nhắm thẳng vào người dân, ném bom xăng vào người dân, đâm chém người dân rồi đổ thừa cho công an. Chúng đang gây giữa người dân và công an có một cái hiểu lầm. Bọn chúng đang có một âm mưu như vậy. Vậy là thì mong bà con không tụ tập và biểu tình đi theo coi hoặc hiếu kỳ mà đi xem đó, hoặc không vì tiền mà sẽ có thể là nguy cơ rất là cao. Vậy thì Bích Phượng sẽ nói trước để cho bà con cô bác hãy tránh xa cái tụi lừa đảo này. Chúng nó đang kích động của bà con đến đó, rồi chúng chính tay chúng sẽ giết bà con đó, chúng sẽ quăng bom xăng vào bà con. Bà con hãy tránh xa ra. Bà con đừng lên hiếu kỳ mà đi xem, cũng đừng vì ham 1 triệu bạc mà các quý vị sẽ mất mạng. Bọn chúng á không yêu thương gì đất nước Việt Nam chúng ta cả. Các nhân dân, các quý vị phải tỉnh táo. Nếu như chúng yêu nước Việt Nam ta thì chúng đã không dắt thằng Mỹ, thằng Pháp sang đây để bỏ bỏ hàng bao nhiêu ngàn tấn bom đạn vào đất nước chúng ta, giải chất độc vào màu da cam vào đất nước chúng ta. Chúng chỉ là giả danh, chúng bịt bợm bà con, chúng không yêu gì đất nước chúng ta cả. Chúng đang gây khiềm khích giữa nhân dân chúng ta để đánh nhau với Trung Quốc. Trung Quốc chưa thấy ai vào đây mà thấy người Việt Nam chúng ta, đánh đập người Việt Nam chúng ta. Bọn này là bọn thâm độc độc ác. Xin bà con đừng nghe gì bọn chúng tuyên truyền. Hãy nhìn vào những cái gì của nước Việt Nam chúng ta, đài báo đất nước Việt Nam chúng ta, hàng ngày thời sự đất nước chúng ta là những cái tin cập nhật quan trọng nhất. Các bạn hãy tránh xa cái bọn này ra, đừng nghe lời bọn chúng dụ dỗ, đừng ham tiền của bọn chúng. Vào ngày 16 này có thể nguy cơ sẽ xảy ra các cái cuộc bạo loạn và chúng có thể ném bom xăng vào chính các bạn. Chúng thuê các bạn đi nhưng chính chúng là người ném bom xăng vào các bạn. Chính chúng đã may quần áo công an, đã có một cái thông tin là chúng may quần áo công an, chúng mặc vào để giả dạng công an để đánh đập và ném bom xăng vào các bạn. Vậy thì các bạn hãy tránh xa ra, bọn chúng đang mượn tay giết người đó, đang ném đá giấu tay giết người đó. Thành thử ra các bạn hãy tránh xa đó. Bích Phượng chỉ có nói nhiêu đó thôi để cảnh báo cho tất cả các bà con để chúng ta cùng nhau để tránh xa các cái cuộc biểu tình này ra, không xem, không gì, không liên quan. Chúng ta hãy tránh xa. Rồi Bích Phượng xin kính chào.